Chào mừng các bạn đến với khóa học trực tuyến HTML. Thì đến với khóa học này thì các bạn có thể sẽ tự thiết kế cho mình một website tĩnh bằng ngôn ngữ HTML. Thì để bắt đầu khóa học thì bài đầu tiên thì mình muốn giới thiệu với các bạn về tổng quan về HTML. Thì ở cái bài này thì chúng ta có ba cái vấn đề cần nắm, đó chính là vấn đề nhất là HTML là gì. Thứ hai là các công cụ cần thiết để lập trình HTML. Thứ ba là cấu trúc của một trang HTML gồm những thành phần nào. Thì để vô cái phần thứ nhất thì mình xin giới thiệu với các bạn HTML. HTML hay còn gọi là một cái ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, và tên tiếng Anh đó là Hypertext Markup Language. Đây là một cái ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế để tạo ra một cái trang web. Thì trong đó các thông tin được trình bày trên trình duyệt, và khi chúng ta sử dụng các thẻ và các phần tử của HTML thì bạn có thể điều khiển các hình thức và nội dung của trang. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái liên kết, ví dụ các siêu liên kết như liên kết nội, liên kết ngoại, tạo ra một cái biểu mẫu trực tuyến để thu thập những cái thông tin về người dùng, hay là chèn những các đối tượng như là các file nhạc, các file video, các file hình, vân vân, và một cái tài liệu HTML. Thì HTML thì giờ đây đã trở thành một cái chuẩn internet do tổ chức World Wide Web Consortium duy trì. Thì nói chung á, thì cái ngôn ngữ HTML đây là một cái ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản và nó được dùng để thiết kế một trang web tĩnh. Thì chúng ta qua phần thứ hai, các công cụ cần thiết để lập trình HTML. Thì ở đây thì có rất nhiều cái công cụ hay còn gọi là các phần mềm để lập trình HTML, ví dụ như là Notepad, Sublime Text hay Dreamweaver. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái Dreamweaver để demo cái phần code HTML. Còn cái thứ hai là chúng ta cần phải có một cái trình duyệt. Thì các bạn có thể sử dụng cái trình duyệt mặc định của Microsoft, đó là Internet Explorer, hay là chúng ta có thể sử dụng Firefox, Opera hay là Chrome. Thì ở đây mình sẽ sử dụng Firefox. Đến với cái vấn đề thứ ba chúng ta cần nắm, đó là cấu trúc của một trang HTML gồm những gì. Thì đây chúng ta thấy rằng là cấu trúc của một trang HTML thì gồm có 3 phần chính. Thì cái phần thứ nhất đó là phần HTML. Thì đây là mọi tài liệu HTML thì nó sẽ được bắt đầu bằng cái thẻ mở là HTML và kết thúc bằng cái thẻ đóng là HTML. Cái cặp thẻ này báo cho trình duyệt biết là cái nội dung giữa chúng là một cái tài liệu HTML. Và cái phần thứ hai chúng ta cần lưu ý là cái phần đầu hay còn gọi là head. Cái phần đầu được mở đầu, nó được bắt đầu bằng cái thẻ head và kết thúc bởi cái thẻ head. Thì cái phần này chứa tiêu đề. Cái tiêu đề này chúng ta sử dụng cái thẻ là title để hiển thị cái thanh điều hướng của trang web. Tiêu đề là một cái phần khá là quan trọng. Tiêu đề của trang web cung cấp từ khóa chính yếu cho việc tìm kiếm. Cái phần cuối cùng mà chúng ta cần nắm trong cái cấu trúc của một trang HTML đó là phần body, tức là cái phần thân. Cái thẻ body này nó nằm ở phía sau cái phần tiêu đề, tức là nằm ở dưới cái phần mà header. Phần thân nó bao gồm các nội dung mà chúng ta muốn hiển thị trên trang web, ví dụ như là các đoạn test, các hình ảnh hay là các liên kết, các video, các form mà bạn muốn hiển thị trên cái trang web của mình. Thì tương tự như hai cái cặp thẻ trước, thì ở cái phần mà body này thì các bạn cũng mở đầu bằng cái thẻ body và kết thúc bằng cái thẻ là set body. Thì bắt đầu
Demo thì mình sẽ vào cái phần mềm Dream Viewer. Ở đây mình dùng bản Dreamweaver CC 2015. Ok, thì đây là cái giao diện của Dreamweaver ha. Thì đây mình sẽ tạo một cái file mới. Ở đây là nó sẽ xuất ra một cái file là có cái đuôi là HTML. Thì đây mình có thể đặt tên ha. Sau khi chúng ta đặt tên thì chúng ta nhấn đúp vào cái file HTML này đó. Sau khi chúng ta nhấn đúp vào thì nó sẽ tự hiện ra một cái cấu trúc cơ bản của một cái trang HTML. Rồi, ở đây là cái phần, ở đây là hai cái thẻ HTML, đây là thẻ head và đây là body. Thì ở giữa những cái thẻ này thì chúng ta ghi nội dung vào. Đây là thẻ title, chúng ta ghi một cái tiêu đề ha, tiêu đề trang HTML. Rồi, ở đây là cái phần thân ha. Phần thân này bạn muốn gõ chữ ta có thể gõ chữ, và chúng ta kẹp trong cái thẻ là B, chúng ta kẹp trong thẻ B gõ chữ. Yêu đây là nội dung của HTML. Rồi sau đó chúng ta save lại ha, và chúng ta vào cái nơi mà chúng ta đã lưu cái tập tin HTML mà chúng ta mở lên. Ở đây mình mở bằng Firefox. Rồi đây là tiêu đề trang mà chúng ta đã gõ, và đây là nội dung của cái phần HTML. Sau cái buổi học này thì hy vọng là các bạn đã nắm rõ về có một cái nhìn tổng quan về HTML và cũng như là cái cấu trúc của HTML.